Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các bậc lão thành đại diện cho tín đồ Phật giáo Hòa Hảo kính mến, cùng kính đến quý ông, quý bà, cô bác, anh chị kính mến. Nhân hôm nay cũng là ngày 21 tháng 7 niên Giáp Ngọ mà chúng con cũng hội đủ cái duyên lành được trở về đây ban trị sự xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, để cùng với quý ông bà cô bác ở đây tuyên dương Phật Pháp. Vậy thì lời nói đầu tiên, con xin gửi đến quý ông bà cô bác lời chúc phúc, tri ân cùng tán dương tinh thần ủng hộ Phật Pháp của toàn thể cô bác có mặt hôm nay. A Di Đà Phật. Kính thưa quý ông bà cô bác, thì lại nữa chúng con cũng được sự ưu ái và ủng hộ của ban tổ chức và toàn thể cô bác ở đây đã dành lại đôi chút thì giờ quý báu cho chúng con lên đây chia sẻ qua đôi điều Phật Pháp, giáo lý siêu thượng của Đức Thầy mà Ngài đã để lại cả một kho tàng vô cùng quý giá, thậm thâm di diệu, đạo lý tầm sâu, sâu chẳng cạn. Kính thưa quý ông bà cô bác, trong chương trình của chúng con ngày hôm nay gồm có những tiết mục như sau. Đầu tiên, chúng con xin giới thiệu bé Như Ý sẽ bước đến diễn đàn để gặp gỡ quý ông bà cô bác qua đề tài Bổn Phận Người Con Phật. Và kế tiếp theo là bé Đình Ân sẽ bước đến đây để gặp gỡ và chia sẻ với quý ông bà cô bác qua đề tài Yếu Chỉ Tịnh Độ. Và giờ đây thì chương trình của chúng con xin được bắt đầu. Để bắt nhịp cầu giao cảm cho Như Ý trình bày thì con xin giới thiệu chị Tiểu Yến bước đến diễn đàn để diễn ngâm lại một đoạn trong sấm giảng của Đức Thầy. Xin kính mời chị bước đến diễn đàn để làm phận sự. Nhìn thấy chị Tiểu Yến rời khỏi chỗ ngồi và bước đến chân dung thầy để kính lễ. Dạ, đang chào quý cô bác. Xin mời chị. Dạ, con xin thành kính diễn ngâm một đoạn sấm giảng của Đức Thầy qua đoạn cuối của bài Thu Đạo Cung. Thì tham
đầu thiên đêm trong mơ về Tây Phương. Làm tròn bổn phận mà quý cô bác đã không quản đường xá xa xôi hội tụ về đây để cho chúng con chia sẻ Phật pháp. Kính thưa quý vị, trong cái kiếp tu của mình á, thì có khi nào mà quý cô bác đã hỏi lại rằng là bổn phận của người tu phải làm gì và phải làm sao trong cái kiếp tu này cho nó trọn? Bởi vì Đức Phật và Đức Thầy đó thấy cái cõi ta bà này chúng sanh thấm nhiễm trong đau khổ nên Ngài mới lâm phàm để mà chỉ dạy. Vậy thì bổn phận và nghĩa vụ của người con Phật, người tín đồ phải làm như thế nào cho đúng? Dân để trả lời những câu hỏi ấy thì xin mời quý cô bác cùng theo dõi phần trình bày của bé Như Ý qua đề tài bổn phận người con Phật. Xin mời bé Như Ý bước đến diễn đàn để làm phận sự. Kính thưa quý ông bà cô bác, xuân đẹp thì nhờ có ngôn quan, người đẹp thì nhờ có nếp na dịu dàng. Muốn cho linh động đạo tràng, kính mời cô bác cho tràng pháo tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, lễ phép cung kính Đức Thầy. Dạ kính thưa chú Hòa đại diện cho ban tổ chức niệm Phật đường ngày hôm nay, và kính thưa các bậc lão thành đại diện cho tín đồ Phật giáo Hòa Hảo yêu kính, và cùng kính đến quý ông, quý bà, quý cô bác, chư đồng đạo xa gần kính mến. Và nhân hôm nay cũng là ngày 21 tháng 7 năm 2014, cũng là ngày niệm Phật định kỳ hàng tháng ở tại ban trị sự xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Và vậy lời nói đầu tiên của con xin được gửi lời chúc đến toàn thể quý cô bác được hưởng sự an lành trong nguồn suối pháp dạt dào của Đức Thầy yêu kính A Di Đà Phật. Dạ kính thưa cùng toàn thể quý cô bác, dạ thì hôm nay quả thật là có nhân duyên lành con được trở về nơi huyện Hòn Đất này, và mọi người dân nơi đây thì hầu hết đều rất là tự hào bởi vì nơi đây có một trang sử rất là oanh liệt. Ở gần đây có ngôi mộ của chị Phan Thị Ràng, thường gọi là chị Sứ. Chị đã hy sinh anh dũng trong những cái thời kỳ mà kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước. Con rất vui khi trở về Hòn Đất, xã Thổ Sơn thuộc vùng đất Kiên Giang. Lòng con cảm thấy hân hoan về thăm xứ đạo có trang sử hùng là chị Sứ lẫy lừng gian dội, nữ anh hùng đánh đuổi ngoại xâm, giờ đây chị đã yên nằm dưới lòng đất lạnh, tiếng tâm vẫn còn. Thì quả thật hôm nay á là một nhân duyên lành rất lớn, phải không quý cô bác? Tại vì con thì ở An Giang, còn quý cô bác ở đây là ở tới Kiên Giang Hòn Đất lận. Nhưng mà không biết sao mình lại có một nhân duyên lớn như thế này mà được gặp gỡ với nhau ha. Thôi thì còn gặp nhau thì hãy cứ vui, chuyện đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Hay là gặp nhau thoáng chốc cuộc đời, xin đừng quán trách nặng lời với nhau, mai kia dù có bạc đầu cũng từ một cõi trước sau chốn này.
mà Đức Thầy Ngài cũng đã dạy điều thứ 8 tóm tắt: ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Hôm nay được biết rằng toàn thể quý cô bác cùng với con, mình đã sống trong cái cuộc đời đau khổ, cho nên mình cũng đã nếm được vị cay đắng của cái phù sanh này rồi. Vậy thì chúng ta hãy cố gắng mau thức tỉnh, như người xưa đã từng khuyên bảo: người ơi sớm thoát khỏi ta bà, trẻ tuổi rồi đây cũng đến già, địa ngục không đường sao lại đến, thiên đàng có cửa chẳng tìm qua, quanh năm bận biểu đàn con dạy, sớm tối say mê đám ruộng nhà, chẳng biết phù sanh là giả tạm, tìm về cực lạc khỏe lòng ta. Cho nên cuộc đời này là giả tạm rồi, mình phải tìm về nơi cõi Tây Phương cực lạc mới là nơi trường tồn vĩnh cửu. Vậy mình đã ý thức được cuộc đời này là vô thường, gặp nhau chỉ ngắn ngủi thôi với cô bác. Vậy thì mình hãy sống hết lòng với nhau đi. Nói chung là tình người, nói riêng đó là tình đồng đạo. Bởi vì hôm nay may mắn lắm mới gặp được giáo lý của Đức Thầy, là những lời vàng tiếng ngọc Đức Thầy Ngài đã dạy cho tín đồ trong suốt thời gian 7 năm 10 tháng 7 ngày. Hạnh phúc lắm mới gặp được Phật Pháp. Như cổ nhân thường bảo: nhân thân nan đắc kim dĩ đắc, Phật Pháp nan dân kim dĩ dân, thiện duyên nan ngộ kim dĩ ngộ, Phật độ nan sanh kim dĩ sanh. Có nghĩa là thân người khó được, nay đã được. Phật Pháp khó nghe, nay được nghe. Thiện duyên khó gặp, nay đã gặp. Nước Phật khó sanh, nay đã sanh. Ngày trước Đường Tam Tạng Pháp Sư Trần Quyền Trang, ông đã từng than là: Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật diệt độ, áo não tuổi thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Có nghĩa là khi Phật tại thế thì con trầm luân, khi được sắc thân thì Phật đã diệt độ, tuổi phận thân con nhiều nghiệp chướng nên chẳng thấy được kim sắc thân. Tuy mặc dầu không gặp được Đức Phật Đức Thầy, nhưng gặp được giáo lý của các ngài là một diễm phúc rất lớn. Bởi vì xưa nay không có mấy khi dương trần có Phật dạy thầy xuống đây. Và khi đã gặp được một cơ hội ngàn năm một thở, vậy thì mọi người tín đồ chúng ta phải cố gắng hết lòng thực thi qua lời chỉ dạy của Đức Thầy để xứng đáng là một người con của Phật, là một tín đồ ngoan đạo của Đức Thầy. Đức Thầy Ngài đã dạy: trao thân phận rạng danh hiếu đệ, thỏa dạ thầy nơi chốn mây rộng. Hay là: ta là thân phận làm tôi, phải đền phải đáp cho rồi mới hay. Vậy thì trước khi đi sâu vào đề tài hôm nay, con cũng xin có một đôi lời nói đầu để gửi đến toàn thể quý cô bác. Dạ, kính thưa quý ông bà, cô bác, cùng chị anh đồng đạo khắp phương xa, đồng đạo ta nay đã hiệp một nhà, cùng chia sẻ qua đôi điều Phật Pháp. Con biết nói đời nào cho phù hợp trong đạo tràng buổi sáng ngày hôm nay, nhưng thương thầy mến đạo phải trình bày, mong cô bác cảm thông cho con nhé. Phận làm con phải dưỡng nuôi cha mẹ, cùng mọi người chia sẻ lúc khó khăn. Nhớ lời thầy phải tròn nghĩa và nhân, lo tu học để đền ân tam bảo. Phật dạy ta thành người hoàn hảo, Pháp cho ta có trí tuệ thanh cao, tăng giúp ta hiểu rõ lý đạo màu, ơn tam bảo ôi thâm sâu biết mấy. Vì lẽ đó nên ta cần phải thấy bổn phận mình trong kiếp sống nhân gian, gắn làm sao cho nền đạo quy hoàng, để Phật giáo ghi thêm trang sử đẹp. Con tuổi nhỏ ôi sức còn hạn hẹp, luôn trông mong cô bác nhắn chỉ cho, và chủ đề trong buổi chuyện trò với năm chữ: bổn phận người con Phật. Dạ thì đã dễ dàng tìm hiểu, con xin tặng phân ra một vài ý nhỏ sau đây. Trước tiên chúng ta tìm hiểu là bổn phận nghĩa là gì.
Kế đến là bổn phận cần thực hiện của người con Phật và thực hiện đối với ai. Và sau cùng là kết luận. Dạ thì kính mời toàn thể quý cô bác cùng con tìm hiểu qua những ý gọn trên. Dạ trước nhất chúng ta tìm hiểu bổn phận nghĩa là gì. Thưa quý cô bác, bổn phận tức là phận sự của mình cần phải làm. Con Phật tức là đệ tử của Phật. Vậy bổn phận người con Phật là phải cố gắng hết sức mình làm tròn những bổn phận của mình để cho được xứng danh và không phụ lòng đấng từ bi đã chỉ dạy. Và kính mời quý cô bác tìm hiểu ý kế đến là bổn phận cần thực hiện của người con Phật. Trước tiên là bổn phận của mình đối với tổ tiên cha mẹ. Cha mẹ tức là vị Phật ở tại thế, là người đã sinh thành dưỡng dục ta. Cho nên việc làm đầu tiên ở bổn phận người con Phật là phải thể hiện lòng hiếu thảo của bản thân đối với cha mẹ. Kinh Đại Tập có câu: nếu đời không có Phật xuất thế mà biết thờ kính cha mẹ một cách hoàn thiện thì cũng như thờ Phật vậy. Kinh Địa Tâm Quán có ca ngợi công ơn của cha mẹ: từ phụ ân cao như sơn dương, ái mẫu thâm ân như đại hải, ngã trượt trụ thế ư nhất kiếp, thuyết bi mẫu ân bất năng tận. Nghĩa là cha lành ơn cao như núi Chúa, mẹ hiền ơn sâu như biển lớn, ta giàu trụ thế tròn một kiếp, nói ân cha mẹ cũng không hết. Nên công ơn của cha mẹ, cô bác biết, lớn như trời, bao la như biển cả. Vậy bổn phận làm con, mình phải thực hiện đạo làm con cho xứng đáng, cho viên mãn. Chúng ta biết rằng mình có được một cái xác thân như ngày hôm nay, đó là do cha mẹ đã, người mẹ đã 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, cộng thêm 3 năm bồng ẵm nuôi con cho đến lúc trưởng thành, trải qua biết bao nhiêu là cực khổ. Cho nên có được như ngày hôm nay là tất cả chúng ta đã nhờ vào cha mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng. Nhưng mà khi sinh ra được đứa con, người mẹ chỉ ước mong những điều gọn thôi quý cô bác. Con ơi, mẹ chẳng cần chi, mong con ứng xử trong khi mẹ còn, cho đúng bổn phận làm con là gương sáng để con soi vào. Cho dù sức khỏe thế nào, tuổi già tất phải dựa vào con thôi, nuôi con trả nghĩa cho đời, chỉ mong thấy được những lời thân thương. Cuộc đời vất vả trăm đường, đắng cay mẹ chịu ngọt đường phần con. Năm qua tháng lại mỏi mòn, ngược xuôi vất vả nuôi con lớn dần. Ầu ơ nước mắt trong ngần, mẹ tràn ngập cả mọi phần hẩm hiu. Giờ đây tuổi đã xế chiều, chỉ mong con nhớ những điều Phật răn. Ở trong sử sách có ghi lại một câu chuyện là một loài cầm thú mà rất là có hiếu đối với mẹ. Thôi sẵn hôm nay có duyên lành gặp với toàn thể quý cô bác, thôi con xin kể cho toàn thể quý cô bác cùng nghe về câu chuyện này. Như vào đài đường ở bên Trung Hoa có một nhà thơ rất là nổi tiếng tên là Bạch Cư Dị. Một hôm nhà thơ Bạch Cư Dị mới đi vào ở trong rừng. Ông cất một cái am nhỏ, đặng ông tu tâm dưỡng tánh gì đó, rồi ông hóng mát, ông làm thi. Rồi kế bên cái am của ông Bạch Cư Dị đó quý cô bác, thì ở trên cành cây nọ có hai con quạ ở gần đó. Thì ông nhìn cái hành động thì biết hai con quạ này là hai mẹ con. Ông mỗi buổi sáng ông ra, ông đứng, ông hóng mát, thì ông thấy con hai con quạ này giỡn với nhau. Rồi một lát sau cái con quạ con nó bay đi đâu đó không biết. Rồi một chút sau nó bay về, trong miệng của nó ngậm mồi cho mẹ của nó ăn. Bởi vì mẹ của nó bị mù, không có bay đi kiếm ăn được. Thì ông nhìn, ông mới thấy lạ, tại sao con quạ mà nó lại có hiếu với mẹ nó như thế. Thì ông để ý ngày nào cũng vậy quý cô bác, ngày nào nó cũng đi kiếm ăn rồi đem mồi về cho mẹ của nó ăn. Thế là đến một ngày nọ, khi quạ con bay đi kiếm ăn, quạ mẹ ở nhà, vào buổi sáng hôm ấy thì bỗng nhiên dông mưa gió lớn làm cho cái cành cây kia phải gãy. Rồi quạ mẹ đó mới đập đầu vào tảng đá mà chết.
Sau khi quả con đi kiếm ăn về, chẳng thấy mẹ của mình đâu, cho nên nó mới kêu hoài, kêu mãi, không thấy mẹ của mình lên tiếng. Nó mới tìm hoài mà chẳng thấy mẹ. Thì một lát sau nhìn xuống, kế bên tảng đá thấy mẹ của nó nằm ở dưới. Nó mới đáp xuống và nó đến nó kêu mẹ nó, thì mẹ của nó đã chết rồi. Nó mới khóc than. Ông Bạch cứ vậy, ông mới để ý từ cử chỉ của nó. Nó rơi nước mắt với cô bác. Nó dường như là muốn nói lời chia tay đối với mẹ nó. Bởi vì ở trong cái khu rừng xanh kia, chỉ có hai mẹ con suốt ngày vui vẻ ở bên nhau. Nhưng giờ đây mẹ của nó đã ra đi rồi, để nó một mình ở lại. Nó thấy như nó cô đơn lắm, cho nên nó mới khóc than mãi. Sau một hồi thì nó mới bươi đất, nó lắp xác của mẹ nó lại. Thế là ngày nào cũng vậy, sau lúc đi kiếm ăn về, nó đều bay quanh quẩn ở bên mộ của mẹ nó. Và trong những đêm khuya đó, nó mới kêu lên những tiếng kêu ai oán, làm cho nhà thơ Bạch Cư Dị phải xúc động vô cùng. Ông mới làm lên một bài thơ để khen tặng. Tử ô thất kỳ mẫu, a á khổ ai âm, triêu dạ bất ly khứ, kinh niên thủ cố lâm, dạ dạ bán dạ đời, văn giả lụy chim khâm, thân trung như cáo tố, dị phận phản hồi tâm, quả con mất mẹ hiền, a á cất tiếng buồn, ngày đêm không bay khỏi, quanh năm giữ rừng xưa, đêm đêm nửa đêm kêu, người nghe lụy thăm bâu, tiếng kêu như bày tỏ, chưa đền được ân sâu. Nên cô bác thấy, là một loài súc sanh mà nó lại có hiếu với cha mẹ nó như thế. Vậy thì chúng ta hãy xem lại, mình là người trên nó một cấp bậc. Vậy thì mình phải làm sao để cho xứng đáng là một đạo nhân trong cái cuộc sống, làm tròn đạo nhân trong cuộc sống và thể hiện lòng hiếu thảo, đạo làm con đối với cha mẹ, thì chúng ta mới xứng đáng là một người con của Phật quý cô bác. Nếu như mình không lo cho cha mẹ, để cho cha mẹ phải hàng ngày phải đau lòng, phải khổ tâm cho mình, đến chừng cha mẹ ra đi, chúng ta sẽ cảm thấy rất là hối hận. Khi ấy mình sẽ thấy mình bị cô đơn lạc lõng ở giữa cái kiếp người này. Cho nên bây giờ chúng ta hãy cố gắng lên, để đến lúc cha mẹ ra đi rồi, chúng ta sẽ không nói câu ngó lên nhăn tắt đèn lờ, nhớ thương cha mẹ bây giờ còn đâu. Đến lúc ấy mình sẽ không tiếc nuối, không ân hận nữa. Nếu mà làm được bổn phận của một người con như thế, thì trong cái kiếp sống hiện tại, con và cùng toàn thể quý cô bác hãy hết lòng lo cho cha mẹ, cố gắng dâng lời cha mẹ dạy và phụng dưỡng đáp đền. Đến khi cha mẹ qua đời thì hãy lo tu niệm cầu nguyện cho cha mẹ sớm được nhẹ tách đường duyên, mà sanh quá về nơi miền Tây Phương lạc quốc. Bởi vì ơn thứ 10 tình thương cao cả của mẹ cha thật quá sâu dày, trong đời có một không hai, so cùng biển rộng sánh tài non cao, phận làm con sớm mau đền trả, vừa dưỡng nuôi vừa khá tu thân, sống toan cung phụng ân cần, tháp thời cầu đặng giảng sanh liên đài. Mà Đức Thầy Ngài cũng đã chỉ dạy, lúc cha mẹ còn đang sanh tiền, có dạy ta những điều hay lẽ phải, ta ráng chăm chỉ nghe lời, chớ nên sao lãng làm phiền lòng cha mẹ. Và Ngài cũng đã chỉ dạy thêm, chẳng thế, ta cần phải lo nuôi dưỡng báo đền, lo cho cha mẹ khỏi đói rách, khỏi bệnh hoạn ốm đau, gây sự hòa hảo trong đệ huynh, tạo hạnh phúc cho gia đình, cho cha mẹ được vui lòng thỏa mãn, ráng cầu cho cha mẹ được hưởng điều phước thọ. Lúc cha mẹ quá giảng, hãy tu cầu cho linh hồn được siêu thăng nơi miền Phật cảnh, thoát đọa trầm luân. Còn về việc đền ơn tổ tiên, được Đức Thầy Ngài dạy rõ là đừng làm điều gì tồi tệ điếm nhục tông môn, mà trái lại, nếu tổ tiên có làm điều gì sai lầm gieo quả đau thương lại cho con cháu, ta phải quyết chí tu cầu và hy sinh đời ta làm điều đạo nghĩa, rửa nhục tổ đường. Vậy thì bổn phận người con Phật phải hết lòng lo cho ông bà cha mẹ,
hy sinh hết tất cả để làm tròn phận làm con. Đức thầy đã dạy, lo bổn phận thảo ngay trọn vẹn, chừng lập đời không thẹn tấm thân. Và giờ đây kính thỉnh toàn thể quý cô bác tìm hiểu ý kế đến là bổn phận của mình đối với đất nước quê hương. Đất nước quê hương chính là cuộc sống của mọi con người, vì thế nên chúng ta cần phải biết trân trọng và phải biết bảo vệ. Bởi vì tiền đồ của dân tộc được cha ông xây dựng từ nghìn xưa, và một điều đáng tự hào hơn nữa là trên mảnh đất Việt Nam này đã in sâu in đậm những dòng máu của các vị anh hùng. Chúng ta ngày nay được hưởng cuộc sống hòa bình, hạnh phúc là do sự hy sinh xương máu của biết bao nhiêu người đã ngã xuống để rồi mình đổi lấy một cuộc sống thanh bình như ngày hôm nay. Vậy thì là con dân đất Việt, mình phải một lòng bảo vệ đất nước quê hương, phải lo cho giống nòi, lo cho dân tộc. Và bổn phận bảo vệ đất nước chính là bổn phận chung đối với tất cả mọi người, không có riêng biệt một ai. Bởi vì cô bác thấy ngày xưa như là hai bà Trưng hay là bà Triệu là phận nữ nhi mà còn cầm gươm giết giặc. Tấm gương ấy vẫn được sáng ngời trong mọi thời đại, cho nên đức thầy ngày mới kêu gọi hết tất cả tín đồ: chị em ơi, Bắc Nam là một, chị em là rừng cột giống nòi, dở sử sanh Nam Việt mà coi, gương Trưng Triệu còn roi muôn thuở, chẳng có lẽ xưa hay mà nay dở, khiếp nhược là cái cớ dông gia, chí anh hùng của khách quần thoa, đâu có kém bậc tu mi nam tử, sách thánh hiền truyền lưu mấy chữ, thất phu còn trách nhiệm với non sông, cả tiếng kêu bạn gái má hồng, đem son phấn điểm tô tổ quốc. Cho nên đất nước quê hương là một điều mà chúng ta đáng tự hào. Bởi vì dân tộc Việt Nam mình đã trải qua hơn 4.000 năm gian khó mà vẫn giữ vững và được phát huy cho đến ngày hôm nay. Nước Nam Việt ở ven bờ hải, ngàn xưa từng chống lại họa xâm lăng, Bạch Đằng Giang công nghiệp ấy ai bằng, quân Việt ít đánh tan Mông Cổ mạnh. Cho nên vì một cái bổn phận bảo vệ đất nước mà chúng ta phải hy sinh hết tất cả, dẫu cho có những mối hiền thù riêng thì mình cũng phải bỏ hết những thù riêng tư để lo về việc quốc gia đại sự. Như ngày xưa đó quý cô bác, vào thời vua Tần Thủy Hoàng, lúc mà vua Tần Thủy Hoàng chưa có gồm thâu lục quốc, thì một hôm vua Tần Thủy Hoàng mới họp bá quan văn võ lại. Vua Tần Thủy Hoàng mới nói thế này là: các khanh ơi, trong nước của ta đó bây giờ là đã có đầy đủ hết rồi, các món báo ở trên trần gian này đều có ở trong cung điện, nhưng mà còn thiếu một món, chính là một viên ngọc. Viên ngọc quý nhưng mà duy nhất ở bên nước Triệu mới có thôi, của tổ tiên ngàn đời của nước Triệu để lại. Các khanh tính kế như thế nào để lấy được cái viên ngọc đó đem về đây thì chúng ta mới đủ hết các món báo vật ở trên trần gian này. Có một vị quan đó quý cô bác mới đứng lên mới thưa với vua Tần Thủy Hoàng là: thưa bệ hạ, chuyện này đâu có gì mà khó đâu, bây giờ chúng ta hãy viết một lá thư kêu sứ giả đem sang nước Triệu là hãy đưa viên ngọc cho ngài mượn, rồi nếu như mà không cho thì đem binh qua đánh. Chỉ đơn giản vậy thôi. Thì khi mà nhận được, bên nước Triệu nhận được cái lá thư như vậy rồi đó quý cô bác, thì vua Triệu rất là đau buồn. Tại vì nước Triệu ngày xưa là thua nước Tần, sức mạnh thì binh lính không có bằng nước Tần, cho nên vua Triệu rất là lo sợ. Mới họp bá quan văn võ lại đó, thì vua Triệu mới hỏi: bây giờ các khanh tính kế làm sao để cho được lưỡng toàn, nếu mà mình không dâng cái viên ngọc này đó thì sẽ bị nước Tần chiếm cả nước Triệu, còn nếu như dâng cái viên ngọc này thì ta đây đã làm mất của báo của liệt tổ liệt tông để lại, ta không còn mặt mũi nào để nói chuyện với các ngài ấy nữa. Cho nên là các vị quan ở trong triều là nhìn cái lá thư xong rồi ai nấy cũng đều ngẩn ngơ hết với cô bác, đâu có biết làm thế nào đâu, chỉ là quỳ xuống lại rồi mong nhờ ông vua ở trên ông phán sao thì nghe vậy, chứ bây giờ đâu có tính được cái kế gì nữa. Thì lúc ấy ông Lạng Tương Như á, ông mới
Ông mới đứng lên, ông mới nói: thưa bệ hạ, chuyện này không có gì khó. Bây giờ bệ hạ hãy ban cái viên ngọc đi, thần sẽ làm sứ giả đem qua nước Triệu, hứa với bệ hạ là trong 3 ngày sẽ xong xuôi, bệ hạ hãy yên tâm đi. Thì ông vua ông mới nói là: khanh phụng mạng trước nên xét kỹ, nếu không thì sẽ bị chém đầu. Lạng Tương Như vui vẻ liền tâu, chết mấy kiếp nấu dầu cũng chịu. Vua liền phơi sẵn sàng chỉ chiếu, Lạng Tương Như lại cứu thượng hoàng. Thay xiêm y cất bước lên đàn, đem ngọc báo trải sang tận quốc. Thì ông Lạng Tương Như ông mới dâng lệnh vua Triệu là phụng cái mạng là đem cái viên ngọc này cho vua Tần mượn, trong 3 ngày thì sẽ đem về, còn nếu không thì bị chém đầu. Thì Lạng Tương Như ông đi, khi mà đi đến gặp vua Tần rồi đó, thì vua Tần rất là mừng rỡ, tại vì vua Tần biết là chuyến này mình sẽ đoạt được cái viên ngọc quý này rồi quý cô bác. Cho nên là ông tiếp đãi Lạng Tương Như rất là chu đáo, bày ra yến tiệc để đãi cho ông Lạng Tương Như. Sau khi mà dự yến tiệc xong đó, vua Tần mới kêu Lạng Tương Như là hãy đi ra ngoài thành chờ đi, trong 3 ngày nữa sẽ trả lại ngọc cho, để cho ở trong triều mọi người đều được chiêm ngưỡng cái viên ngọc quý này. Thì Lạng Tương Như ông cũng nghe lời vua Tần, ông mới đi ra ngoài thành ông đợi. Nhưng mà quý cô bác ơi, đợi qua tới ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 không thấy ông vua Tần trả lại viên ngọc, nên ông mới biết là cái thâm ý của vua Tần rồi. Nên ông mới chẳng có kể sinh tử, mới tuôn nhập vào thành. Thì gặp vua Tần ông mới nói là: ngọc cho mượn nào đâu phải hiến, đã 7 ngày trước điện mãi chờ, xin đại dương dùm trả bây giờ, cho thần hạ được nhờ ân đức. Chỉ là một tên sứ giả thôi mà dám nói lời đó với vua Tần, là một vị dương giả của một cõi mà quý cô bác. Thì vua Tần nghe rất là tức giận, ông mới vỗ bàn một cái chát, ông mới đứng dậy liền. Ông mới nói: ngươi chẳng qua chỉ là một tên sứ giả thôi mà dám lên mặt dạy đời ta hả? Vua Tần nghe xung phong giận tức, xá quản chi cái chức của mày. Lạng Tương Như có biết ta đây, nếu chọc giận là đầu bay khỏi xác. Lúc này ông Lạng Tương Như ông rất là bình tĩnh, ông trân trọng cái lẽ phải quý cô bác. Ông mới nói với vua Tần là: bệ hạ muốn làm thầy liệt quốc, người quân tử đừng cho lời mất. Bậc dương hiền thì bất hí ngôn, chinh phục dân khắp cả tỉnh thôn, bệ hạ phải bảo toàn danh dự. Nếu dùng sức áp đàn hung dữ, buộc dân sanh chống cự dễ nào, lưỡng hổ tranh chắc thắng bên nào. Cho nên ông, ý của ông Lạng Tương Như ông muốn nói là nếu mà bệ hạ là một người quân tử thì bệ hạ phải giữ lời hứa. Nếu như mà bệ hạ đem binh qua đánh bên nước Thần thì chưa biết là bên nào đắc thắng được. Súng bất dị mạnh ai nấy bắn, bệ hạ đây chắc đặng hay không. Dù muôn binh ỷ thế mạnh đông, đàn áp được nhưng không trị được. Ý của Lạng Tương Như muốn nói là dù cho bệ hạ có cao sang, có quyền quý hay là có binh tướng đông đi chăng nữa, thì bệ hạ chỉ đàn áp được nhân dân thôi chứ không có lấy lòng được nhân dân. Lòng dân là rất đáng sợ phải không quý cô bác? Cho nên là quân sư đời đường, tức là Lý Thế Dân, ông nói một câu thế này: dân có thể ví như dòng nước, vua có thể ví như chiếc thuyền. Nước có thể chở thuyền đi, nhưng nước cũng có thể lật úp thuyền xuống. Nên lúc này là khi mà nghe lời của Lạng Tương Như nói như vậy đó, thì các vị quan võ ở trong triều đình mới rút rơm ra sẵn rồi, là định giết Lạng Tương Như. Nhưng mà vua Tần lúc này ông mới suy nghĩ kịp thời, ông mới nói: thôi bây giờ nhận lời mình mới thiệt anh hùng, các khanh đừng có dội vàng làm như vậy. Hãy lấy đức khoan dung ra để mà đối đãi với mọi người đi, và hãy đem cái viên ngọc kia trả lại cho nước Triệu đi, trả lại cho nước Triệu đi, chứ đừng có lấy nữa. Nếu mà mình lấy, mình sẽ không phải là người anh hùng, không phải là người quân tử, thì không lấy được lòng dân. Cho nên lúc này sau khi mà lấy được cái viên ngọc đem về, thì quý cô bác ơi, ở bên nước Triệu bây giờ mọi người một tiếng là dèm pha ông Lạng Tương Như. Tại vì Lạng Tương Như hứa 3 ngày sẽ đem ngọc về phải không quý cô bác? Nhưng mà 7 ngày rồi mà ông chưa có đem viên ngọc về nữa, thì trong triều ai cũng nói ông là người điên hết, dám phụng mạng tới miền Uổng Tử. Nhưng mà vừa bàn luận như thế thì Lạng Tương Như ông ở ngoài tam quan, ông mới chạy thẳng vào ở trong cung điện. Thì lúc này bá quan mới giật mình hết,
mới ngạc nhiên, ủa tại sao ông này, ông tài trí ở đâu mà ông giữ được cái mạng này mà ông đem về vậy? Thì mọi người ngạc nhiên, lúc ấy Lặng Tương Như mới lấy trong túi áo mình ra cái viên ngọc dâng lên. Thì lúc này cả hoàng cung đều xôn xao hết với cô bác, không hiểu tại sao mà Lặng Tương Như lại được như thế này. Thì Lặng Tương Như ông mới kể lại cho vua Triệu nghe là cái câu chuyện đầu đuôi như thế. Và sau khi mà kể chuyện xong đó thì vua Triệu rất là mừng rỡ và mới mở ra một cuộc yến tiệc lớn, mời hết tất cả các chư hầu về dự. Và ngay trong khi dự yến tiệc đó thì phong cho ông Lặng Tương Như là nhất phẩm văn gia, tức là một vị quan lớn đồng cấp với ông Liêm Pha. Thì Lặng Tương Như rất là được vua Triệu trọng dụng, bởi ông là một người tài trí mà quý cô bác. Thì khi mà được trọng dụng như thế thì trong triều có một vị quan võ đồng cấp, đó chính là Liêm Pha. Ông Liêm Pha là từ trước đến giờ được vua Triệu yêu kính, nhưng mà khi gặp Lặng Tương Như thì ông giống như một kẻ bị bỏ rơi, nên ông mới tức giận lắm. Ông mới gặp Lặng Tương Như là mối hận thù ông gai gắt lắm, nên hàng ngày ông mới đến ông kiếm chuyện với Lặng Tương Như. Tại vì Lặng Tương Như trước đó người thường, nay được gần thân thiện Triệu Dương, vua tiếp đãi tương đương như bạn. Liêm Pha thấy sanh lòng thù quá, luôn ghét ganh người bạn của mình. Lặng Tương Như ở tại triều đình, Liêm Pha quyết đoạn tình giao tuyệt. Lặng Tương Như giả đò chẳng biết, vui vẻ làm công việc hàng ngày. Liêm Pha thường kiếm chuyện gắt gai, lời cao thấp mỉa mai dèm xỉm. Thì khi mà bị Liêm Pha mà dùng những cái lời nhục nhã để chửi lên đầu Lặng Tương Như, ông Lặng Tương Như rất là bình tĩnh, ông chỉ cười thôi và không nói một tiếng gì cả. Thì mọi người theo hầu Lặng Tương Như rất là ngạc nhiên, mới hỏi là thưa ngài, ngài là quan đồng cấp với Liêm Pha, ngài còn được vua Triệu yêu kính nữa, thì tại sao ngài không dám trả đũa lại? Ngài sợ Liêm Pha hả gì? Thì ông Lặng Tương Như ông mới nói là các sĩ quan hãy nên xét kỹ, trụ cột nhà đây chỉ có hai, lẽ gì đâu những tiếng đắng cay. Có nghĩa là Lặng Tương Như ông nói vì những cái tiếng đắng cay đó mà làm cho cái nội bộ phải chia rẽ thì rất là đau lòng. Khi mà vua Tần thấy nước Triệu mà nội bộ mà mâu thuẫn như thế đó thì vua Tần mới kéo binh sang để mà khoái nhiễu. Cho nên Lặng Tương Như ông mới nói nhịn huynh đệ là bởi vì yêu nước, yêu vua Triệu, cho nên ta mới cam lòng để mà nhẫn nhịn những cái lời mà Liêm Pha dèm xỉm ta. Khi mà nghe được cái lời giải thích, trong lòng của các sĩ quan không còn tức giận nữa. Liêm Pha càng ân hận lỗi mình, đó về sau kết chặt nghĩa tình, hợp sức lại giữ gìn xứ sở. Vì đại nghĩa thù tư bỏ dở, vì quốc gia đại sự nên chẳng nhớ thù riêng. Cho nên quý cô bác thấy tấm gương của ông Lặng Tương Như chưa? Bị chịu cái sự đó rất là nhục nhã, nhưng mà ông quyết tâm, ông dằn nén xuống để cho nội bộ được im ắng, để cho mọi người đều ca ngợi triều đình. Cho nên đó là một tấm gương để cho chúng ta hãy mà cố gắng để mà noi theo. Cho nên hôm nay đó giờ nói về chuyện quê hương đất nước, còn đối với trong đạo chúng ta, mình cũng phải nhẫn nhịn với nhau, bởi vì mình là người thế gian mà, nhân vô thập toàn. Đó là câu nói từ ngàn xưa, cho nên mình hãy cố gắng nhẫn nhịn với nhau để xây dựng nên công việc Phật sự, để thỏa mãn được ước mơ của Đức Thầy. Cô bác có đồng ý không? Dạ. Và có một vị yêu nước rất là nồng nàn, quý cô bác có biết vị đó là ai không quý cô bác? Xin thưa, đó không ai ngoài hơn là Đức Thầy yêu kính của chúng ta. Yêu nước bao đành trơ mắt ngó, thương đời chưa dội ẩn non cao, quyết đem tâm sự tâu cùng Phật, coi lệnh từ bi dạy lẽ nào. Nên Đức Thầy, ngài là một người yêu nước rất nồng nàn, yêu nước rất sâu đậm. Chẳng những ngài yêu nước mà còn dạy cho các tín đồ phải biết là bảo vệ đất nước quê hương, phải cùng phấn đấu hết sức của mình để đền ơn lại cho đất nước. Như ngài đã dạy là hãy tùy tài tùy sức nỗ lực hy sinh cho xứ sở, thẳng như không đủ tài lực đảm đương việc lớn, chưa gặp thời cơ giúp đỡ quê hương, ta phải ráng tránh
và đừng làm điều gì sơ suất đến đổi phải làm cho nước nhà đau khổ, và đừng giúp sức cho kẻ ngoại địch gây sự tổn hại đến đất nước. Đó là ta đã đền ơn cho đất nước vậy. Và kính thưa quý cô bác, vậy giờ đây kính thỉnh quý cô bác tìm hiểu ý tiếp theo là bổn phận của mình đối với Phật Pháp Tăng. Phật Pháp Tăng còn được gọi là Tam Bảo hay Ba Ngôi Quý Báo, mà Đức Thầy Ngài đã định nghĩa Phật là đấng toàn thiện, toàn mỹ, bác ái vô cùng, quyết cứu vớt sanh linh ra khỏi dòng trầm luân khổ hải. Thế nên, Ngài mới truyền lại giáo pháp, tức là những lời chỉ dạy do các chư tăng, đặng đem nền đạo của Ngài ban bố khắp trần thế. Các chư tăng chẳng ai lạ hơn là những đại đệ tử của Phật dạy. Cho nên hôm nay là một người tín đồ Phật giáo hòa hảo, mình hãy gắng sức thực thi theo những lời chỉ dạy của Đức Phật, Đức Thầy. Và chúng ta hãy cùng nhau cố gắng xiển dương lại chánh pháp của các ngài. Và một việc làm hết sức là quan trọng, và một đối tượng mà chúng ta cần nhắc đến, đó là các vị tu sĩ trong làng đạo Phật giáo hòa hảo. Phải không quý cô bác? Các vị tu sĩ thì có thời gian, có những cái công việc có thể là tu tập nhiều hơn hơn là chúng ta. Khi mà cư sĩ tại gia thì mình còn lo công việc làm ăn, còn gia đình, còn vợ con. Như cô bác thấy như chú Hòa bây giờ sướng không? Hằng ngày lo tổ chức khóa niệm Phật hay là đi nói chuyện đạo. Như vậy thì đâu có còn là bị trói buộc gì, phải không quý cô bác? Cho nên là con rất là ngưỡng mộ mấy chú tu sĩ. Người ta thường nói cái câu hạt mưa không phải là sợi dây nhưng trói chân người đi bộ, còn sắc đẹp của mỹ nhân không phải là lượng sóng ba đào mà đã giết chết biết bao anh dũng. Nên quý cô bác từng thấy các bậc anh hào ngày xưa không? Ví dụ như là Trụ Dương là một vị vua rất là thông minh, rất là minh mẫn, rất là sáng suốt, tay không có thể giết được cọp mà quý cô bác. Nhưng từ ngày gặp được Đất Kỷ rồi, ông trở nên hôn ăn, làm phá hoại cái cơ nghiệp của Thành Thang, làm cho tiên đế rất là đau lòng quý cô bác. Hay là còn nhiều vị khác nữa, hay là như là Ngô Phù Sai. Ngô Phù Sai là một vị vua rất là tài. Trong cái triều của ông có một vị quan rất là tài giỏi là Ngũ Tử Tư đó quý cô bác. Làm ra ông tài giỏi cũng như là Khổng Minh vậy. Ông ra những cái kế sách là đánh với Diệt Dương Câu Tiễn là lần nào cũng thắng hết. Nhưng mà từ ngày được Diệt Dương Câu Tiễn dâng cho nàng Tây Thi thì tự nhiên từ đó trở về sau, ông đã bị chém đầu như chơi. Thì cô bác thấy tất cả quân sĩ ở đất nước Việt mình mà không thể giết được vua Ngô Phù Sai, nhưng chỉ một nàng Tây Thi yếu đuối có thể làm cho vua đứt đầu. Hay là nhắc lại Lữ Bố ngày xưa là một vị anh hùng rất là tài giỏi, phải không? Ba anh em Lưu Quang Trương mà đánh không lại Lữ Bố, nhưng chỉ một nàng Điêu Thuyền thôi là sau này Lữ Bố phải bị bêu đầu ở trước cửa thành của Tào Tháo. Cho nên xem lại những cái gương xưa chúng ta thấy mãnh liệt vô cùng. Nên thôi bây giờ mình cố gắng lo tu, lo cho đạo là trên hết theo quý cô bác. Và bây giờ trở lại với ân Tam Bảo, tức là Phật Pháp Tăng. Hôm nay đang sống trong kiếp người đau khổ, nhưng mà may mắn là gặp được Phật Pháp Tăng đã khai mở cho mình có được một cái tâm trí sáng suốt để mà tu hành theo chánh pháp. Thì chúng ta phải cố gắng làm mọi cách để đền đáp lại công ơn của Phật Pháp Tăng hay là các đấng cứu thế đã dày công khai hóa. Để đền đáp được công ơn này thì đòi hỏi người con Phật chúng ta phải luôn luôn một lòng một dạ, tin theo lời chỉ dạy của Đức Phật, Đức Thầy và cố gắng làm theo những lời chỉ dạy ấy, để rồi sau này sẽ được thành công tốt đẹp. Và bên cạnh đó là cần phải xiển dương lại chánh pháp. Và nhất là cái thời kỳ mà đạo pháp gặp những lúc truân chuyên thăng trầm, thì bổn phận của mỗi người phải đoàn kết một lòng, chung tay vì cuộc sống hòa bình cho thế giới của ngày mai. Hằng bảo vệ chánh pháp của Đức Thế Tôn sống mãi ở trong lòng của nhân loại. Đức Thầy Ngài đã dạy, đạo diệu màu gặp lúc truân chuyên,
phận môn đệ phải lo dung quén. Tầm sức nhỏ còn làm nên kén, người không lo có thẹn hay chăng? Cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng, giới tính nữ thiện nam Phật giáo, nên cố gắng cao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thân danh, công đức Phật từ bi vô lượng. Như quý cô bác hãy nhìn lại ngày xưa đây, như là Thái tử Sĩ Đạt Ta, ngài đã lìa bỏ cung vàng địa ngọc, vợ đẹp con cưng, bỏ hết tất cả để mà vào rừng khổ lâm hạnh. Ngài đã trải qua 5 năm tầm thầy học đạo, cộng thêm 6 năm ngồi khổ hạnh dưới cội cây Bồ Đề, và 49 ngày nhập đại định. Cô bác biết suốt cái quãng thời gian đó ngài chịu rất là đau khổ, tại vì ngài tu theo lối khổ hạnh mà quý cô bác, thì ngài chỉ ăn một hạt mè, đêm đến chỉ uống một giọt sương thôi. Rồi đến khi mà ngồi suốt 6 năm như vậy thì thân thể của ngài chỉ còn là lớp da mỏng mà bọc xương, ngài mới ngất xỉu. Rồi được nàng một nữ tên là Su Già Ta mới đem cúng dường một bát sữa. Sau khi mà thái tử uống xong thì lúc này tự nhiên tinh thần lại tỉnh táo, và ngài đi xuống dòng rạch Đê Liên Thuyền, tắm rửa sạch sẽ và đến dưới cội cây Bồ Đề, ngài mới phát đại nguyện là xin mười phương chư Phật chứng minh cho lòng thành kính của Sĩ Đạt Ta. Con nguyện ngồi ở nơi đây, nếu mà không chính thành đạo quả thì dầu cho thịt nát xương tan vẫn ngồi ở nơi đây. Cô bác thấy lời thề mãnh liệt như vậy chưa? Thì sau khi ngồi được 49 ngày thì ngài đã nhập đại định, biết mình đã thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, và ngài lăn chuyển bánh xe pháp suốt 49 năm thuyết pháp độ đời. Cô bác biết trong thời gian đó ngài lại tiếp tục chịu bị gian nan, bị thăng trầm hơn nữa. Nào là bị bọn ngoại đạo khoái nhiễu, Đầy Bà Đạt Đa phá rối, rồi có một số vị ở trong tăng đoàn không có tuân theo lời của Phật dạy nữa. Nhưng mà Đức Phật ngài đã vượt qua hết những thử thách để đem giáo lý siêu thượng mà truyền bá khắp mọi nơi. Thế nên đến ngày nay khi mà nhắc đến tấm gương của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mọi người chúng ta đều quỳ đều lại, phải không quý cô bác? Nếu như ngược lại, nếu ngài không xuất gia tu hành, ngài chẳng qua chỉ là một vị vua ở một cõi nào đó thôi, rồi sau khi nhắm mắt rồi chẳng để lại được gì cho thiên hạ. Nhưng mà nhờ ngài có tâm từ bi dũng mãnh như thế, cho nên đến ngày nay trên 25 thế kỷ rồi, nhưng chánh pháp của ngài càng ngày đang càng được rực rỡ ở trong nhân loại, trong chúng sanh. Còn về Đức Thầy, ngài đã trải qua một khoảng thời gian thăng trầm. Trong suốt thời gian dạy đạo cứu đời, ngài bị người Pháp dời đi hết nơi này đến nơi nọ. Họ muốn tìm mọi cách để ngăn cản bước chân dạy đạo cứu đời của ngài, nhưng mà vẫn không được. Bởi vì ngài là một vị hoạt Phật lâm phàm, cho nên khi đi đến đâu, Đức Thầy ngài đều độ được hết tất cả chúng sanh ở nơi đó. Nên ngài đã không có quản ngại gian khó mà diều nhân sanh khỏi chốn mê lầm, bờ giác ngạn kiên tâm lần bước tới. Hay là vẫn biết đời lan xa thống trị, phép nước nghiêm hình, dân chúng nếu yêu thương sẽ lắm điều hiềm khích. Nhưng mà ta nghĩ những tiền kiếp ta đã hy sinh vì đạo, nào quản sát thân, kiếp chót này đây há lại tiếc chi thân phàm tục. Thế nên hôm nay chúng ta đã hiểu được Đức Phật và Đức Thầy ngài đã chịu qua rất là nhiều nỗi gian nan, ngài mới đem đạo để mà đem cái mối đạo lành để mà ban rải khắp trần thế. Vậy mỗi người con Phật phải một lòng dâng theo lời chỉ dạy của các ngài, và quyết tâm đem chánh pháp của Đức Như Lai mà truyền bá khắp mọi nơi, để cho mọi người đều được tắm mình trong ánh vô lượng quang của các ngài. Đó là một điều mà Đức Phật Đức Thầy luôn luôn muốn nhắc nhở đến tín đồ. Cổ nhân đã bảo, đã sử đảnh bái kinh trần kiếp, thân di sàng tò biến tam thiên, nhược bất truyền pháp độ chúng sanh, tất cánh vô năng báo ân giả. Nghĩa là dầu cho đầu đội Phật trải qua nhiều kiếp, thân làm giường cho Phật ngồi khắp 3000 đại thiên thế giới, nhưng nếu không truyền bá chánh pháp để độ chúng sanh thì rốt ráo không có trả ơn cho Đức Phật được.
hay là Đức Phật Ngài đã bảo với các đệ tử của Ngài, các ngươi muốn đền ơn ta ư, giáo pháp của ta đó, hãy ráng mà học đi, hãy cố mà hành đi, hãy quyết mà truyền đi, thì những công đức cúng dường tán Phật không bằng đem giáo pháp của ta ra mà truyền. Thế nên con hy vọng rằng tất cả mình hãy đem hết khả năng diệu dụng của mình mà cống hiến cho nền đạo, để cho nền đạo càng ngày càng được phát triển rực rỡ, càng được sáng tỏ thêm lên. Quý cô bác có đồng ý không? Dạ. Như có một vị thượng tọa khất sĩ đó, ông có suy gẫm về cuộc đời của mình là nên mượn bút viết đôi lời tóm tắt để giải bài những nỗi khó như sau: thấy cảnh đời toàn giao búa thương đau, nên chán ngán muốn ẩn mình trong non núi. Khi có khát thì dùng nước suối, lúc đói lòng tạm rau trái trong rừng, mà thân tâm được nhẹ khỏe vui mừng, hơn trói buộc trong dòng lo tưởng nghĩ. Nhưng xét lại tu dậy là ích kỷ, lợi riêng mình mà chẳng độ được ai, thầy trái lời giáo huấn Đức Như Lai, người đau khổ ta nỡ nào an dưỡng. Thế nên một vị cố tu sĩ giảng viên trong làng đạo Phật giáo Hòa Hảo, ông đã hy sinh hết cả cuộc đời của mình vì đạo pháp, vì thầy tổ, nơi tâm này hoàng thệ với núi sông, hiến trọn kiếp dung trồng giường đạo pháp, xương dầu nát cũng làm phân làm đất, máu dầu tan cũng làm nước làm xương, cho cây lành được tươi thắm khoe hương, cho mưa pháp được chan hòa trong đại chúng, cho thuyền đạo vững lèo qua cơn sóng, cho người tu đừng trùng bước sang ngang, cho nữ nam đồng đạo hiệp liên đàn, và tinh chất ngày mai đầy sáng lạng. Và kính thưa cùng toàn thể quý cô bác, đối với tất cả nhân sinh, chúng ta phải quyết lòng thực hiện tốt bổn phận của mình, mang theo trong tim hương thơm của một loài hoa bay ngược gió muôn phương, để thỏa mãn được ước mơ của thầy tổ: giết một ngọn lưỡi này một tấc, đem đạo lành ban rải nơi nơi, mãn chờ trong bá tánh thảnh thơi, khắp bốn biển liên dây hòa hảo. Đến ngày đó năm châu bốn biển đều là thỏa mãn được ước mơ của Đức Thầy, ước mơ thế giới lân hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười. Hay là Ngài đã thể hiện được cái lòng thương yêu hết tất cả chúng sanh qua câu là: biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc. Nên mong rằng toàn thể người tín đồ sẽ không phụ lòng Đức Giáo Chủ và các đấng cứu thế đã dành hết những tình thương, dành hết sự dạy đạo cứu đời cho tất cả chúng ta, thì chúng ta cần phải một lòng mà vâng lời và thực hành theo. Nên Đức Thầy Ngài mới nhấn mạnh là nên bổn phận của chúng ta phải noi theo chí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí tuệ được minh mẫn, đặng đi đến con đường giải thoát, dẫn dắt giùm kẻ sa cơ, và nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sau vậy. Và giờ đây kính thỉnh quý cô bác tìm hiểu ý sau cùng là bổn phận của mình đối với mình. Chính là bổn phận của bản thân mình đối với chính mình đó quý cô bác. Mình phải làm sao để tìm cho mình có một con đường đi thẳng và đúng, và sẽ được hoàn mỹ ở tương lai. Để cho chân tánh càng ngày càng được gột rửa, càng được trau chuốt, thì chừng đó chúng ta khỏi sợ phải ô nhiễm cõi trần mây này nữa. Vì thế nên mình cần phải sửa, phải trau, mà Đức Thầy Ngài đã dạy là sửa trau là phận của mình xưa nay lời lẽ sự kinh rõ ràng. Vào ngày xưa đó, có một vị thiền sư, ông rất là tài giỏi, ông tên là Hương Nghiêm. Hương Nghiêm thiền sư là một vị thiền sư bát lãm, ông thuộc lào các kinh điển của Phật, và ông có một trí tuệ rất là sâu xa. Ông mà diễn luận đó thì ông diễn luận mọi lý lẽ là không làm cho mọi người bắt bẻ được quý cô bác. Nhưng mà ông còn tánh tự cao tự mãn. Hỏi mà ai mà hỏi một câu đó thì ông trả lời tới 10 câu, ai hỏi 10 câu ông trả lời tới 100 câu. Đặng cho biết cái tài học hỏi của ông nó rộng lớn, nó bao la như thế.
Một hôm ông mới gặp một vị tổ tên là Tổ Quy Sơn. Hôm nay là gặp tổ rồi, thì tổ mới mở lên một vài lời khen. Rồi tổ mới hỏi là: này thiền sư, hôm nay ta chỉ hỏi thiền sư một câu thôi, mong thiền sư hãy trả lời cho ta được rõ. Thì lúc này Hưng Nghiêm thiền sư mới nói là: được, ngài hãy hỏi đi, câu gì tôi cũng có thể trả lời được. Thì lúc này Tổ Quy Sơn mới hỏi là: vậy cho tôi hỏi, trước khi sanh ra cái bản lai diện mục của ngài như thế nào? Lúc này ông chới giới lên liền với cô bác: hôm nay là đụng độ rồi, gặp tổ mà, nên là ông không biết đường nào để giải thích. Ông mới về, ông mới lục lại hết tất cả các kinh sách ông coi, nhưng mà coi mãi coi hoài không có thấy được cái câu nào mà trả lời được hết. Nên ông mới đến, ông mới gian sinh, mới gian sinh tổ là hãy dạy cho ông, nhưng mà tổ nhất quyết là không có dạy. Hương Nghiêm Hiền Sư tức quá, về nhà đốt hết kinh sách luôn. Lúc này cái gì đã mất thì cho nó mất hết luôn, nên đốt hết kinh sách. Ông mới đến một cái ngôi chùa đổ nát ông ở. Và một hôm đó ông đi làm cỏ, thì lúc này là Hương Nghiêm Thiền Sư đã bị Tổ Quy Sơn là cho một cái chiêu bài. Ông từ đó về sau ông không dám lên mặt với ai nữa hết. Ông chỉ hàng ngày ông lo tu thôi. Và ông cảm thấy cuộc sống rất là thanh nhàn. Một hôm ông đi làm cỏ, ông thấy một cái miếng ngói, ông mới nhặt cái miếng ngói lên và ông ném vào bụi tre đó. Thì cái tiếng kêu len keng làm cho Hương Nghiêm Thiền Sư bỗng nhiên ông tỉnh ngộ. Ông mới vào ở trong chùa đó, ông mới đốt nén nhang rồi làm lên một cái bài thơ: tiếng kêu tâm buông hết thói cũ, dứt đi rồi còn chi điều ràng buộc, đường cả thảnh thơi chơi, lối xa thanh bình lặng, nẻo cũ dứt tiếng đi thôi, hành nhân chân qua đấy, chân tâm chiếu rạng ngời. Thì lúc này ông mới đưa cái bài thơ này lên cho Tổ Quy Sơn coi. Thì Tổ Quy Sơn đã cho biết là Hương Nghiêm Thiền Sư đã chứng được đạo. Nên cô bác hãy yên lòng đi, tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Chúng ta hãy cố gắng mà bền chí mà lo tu. Từ từ rồi đó, khi mà tâm tánh của mình được đến một cái chỗ gọi là định, thì mọi việc chúng ta sẽ đều sáng tỏ, không còn lầm đường lạc lối nữa. Nên hôm nay sống trong kiếp người vô thường, mình phải ý thức được. Như trong Quy Sơn cảnh sách có bảo: thị thật dị quá mạng diệt tỳ giảm, như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, đảm nhiệm vô thường thận dập phóng dập. Nghĩa là ngày nay mạng sống giảm dần, như cá cạn nước nào có vui gì. Đại chúng cần phải siêng năng tinh tấn, nên nhớ sự vô thường mà dè dặt chớ có buông lung. Nên chúng ta phải có một cách nhìn cuộc đời với độ cực chính xác, hằng luôn trao sửa thân tâm, dòi mài trí tuệ, và luôn quan hỷ từ bi nhẫn nhục tiến tới. Thì chừng đó mới mong là trí huệ được phát khai. Khi trí tuệ được phát khai rồi thì mình sẽ không sợ lầm đường lạc bước nữa. Đức Thầy Ngài đã dạy: và khi ta dùng sự chánh định dẹp bỏ hết các phiền não rầu buồn, phá tan các làn sóng thị dục lôi kéo vào những nẻo tà, tâm ta chẳng còn sao động, trí ta tỏ rạng như trăng rằm, một màu sáng suốt không nhiễm ô cảnh ngoại, dứt tuyệt hết sự phàm trần, lần bước đi đến cõi giải thoát. Và Đức Thầy Ngài cũng đã chỉ dạy thêm: các người nên nhớ bổn phận của mình làm gì trong kiếp sống, và tìm kiếm lại chân tánh của mình. Hay là ai thương ai ghét mặc tình, phận mình cứ giữ tâm mình cho ngay. Và kính thưa quý cô bác, nếu như chúng ta quyết chí lo tinh tấn tu hành thì ngày sau này sẽ được gặp Phật gặp Thầy. Bởi vì Đức Thầy Ngài đã cho biết là: làm cho rồi phận tu mi sau này sẽ thấy ly kỳ năm non, chừng bảy núi lầu son lộ vẻ, thì người già quá trẻ dân ôi, tu hành ắt được thảnh thơi, lại xem được Phật được trời báo thai. Thân hành đạo đắng cay phải chịu, phận làm người phải liệu cho xong, cần chi gạn hỏi diễn vong, làm người chưa được khó hồng thảnh thơi. Và nếu như chúng ta thực hiện tròn vẹn được bổn phận của mình thì sẽ hưởng được một cõi đời an dưỡng khi Đức Minh Vương xuất thế. Nhân sanh giữ phận
phận chớ than, mình dường xuất thế mới an dân lạc. Và nếu như quyết chí tu hành thực hiện làm được, làm tròn được bổn phận của người con Phật, thầy sẽ được về nơi cảnh giới an lạc mà Đức Thầy Ngài đã ngỏ lời khuyên là: ngỏ lời khuyên nhân loại khắp gần xa, ráng tu tỉnh hưởng đời chung cực lạc. Dạ kính thưa quý cô bác, hôm nay chúng ta lo tu và cố gắng lo tu hành niệm Phật, đó cũng là vì mình thực hiện bổn phận của mình mới tu đó quý cô bác. Cũng như ngày xưa đó, có một ông vua tên là Vua Di Năng Đàn. Ông vua này, ông là một vị vua rất là tài giỏi, rất là kính trọng về đạo Pháp. Nhưng mà ông học kinh giảng rất là sâu xa, nên mỗi khi mà gặp vị thiền sư nào, ông cũng đều đặt ra những cái câu hỏi rắc rối, làm cho các vị sư trả lời không có được. Cho nên ai mà gặp Vua Di Năng Đà mà đi tới đó là đều vào đóng cửa chùa hết, đâu có dám để mà cho Vua Di Năng Đà hỏi. Ông hỏi những câu hỏi khó lắm. Thì một hôm ông mới gặp một vị thiền sư nọ, mới hỏi: thưa ngài, tại sao ngài đi tu vậy? Thì vị thiền sư mới trả lời là: thưa đại vương, bằng tăng gì cảm thấy cuộc đời này là vô thường nên bằng tăng mới đi tu. Thì ông Vua Di Năng Đà mới nói: cái đồ nhu nhược, cái đồ hèn hạ. Thì gặp một vị thiền sư khác, ông Vua Di Năng Đà cũng hỏi cái câu đó: thưa ngài, tại sao ngài lại đi tu? Thì vị sư mới trả lời là: thưa đại vương, bằng tăng gì thấy cha mẹ mình sanh ra nuôi dưỡng cực khổ quá, cho nên đi tu là để đền đáp lại. Thì Vua Di Năng Đà mới chửi: dòng cái đồ ích kỷ, nhỏ mọn. Thì thế là đâu có ai trả lời được cái câu hỏi của Vua Di Năng Đà. Nhưng mà Vua Di Năng Đà tiền kiếp của ông ta là một vị sư tu hành rất là chân chánh, rất là tinh tấn, nhưng mà còn vướng bận lại một cái gì đó nên ông mới đầu thai lại kiếp sau. Và nhờ cái phước của kiếp trước cho nên ông mới được lên làm vua. Và thầy của Vua Di Năng Đà trong tiền kiếp đó quý cô bác, biết được đệ tử của mình mà làm như thế này thì sẽ làm cho Phật giáo suy đồi. Cho nên ông thầy mới giả ra một vị tỳ kheo tên là Na Tiên. Thì khi mà Vua Di Năng Đà nghe tiếng tâm của Na Tiên tỳ kheo là ông tìm đến. Ông nghe, tại vì Vua Di Năng Đà ông mà nghe thiền sư nào mà giỏi là ông tìm đến. Thì Vua Di Năng Đà cũng hỏi cái câu như thế, cũng hỏi là: thưa Na Tiên tỳ kheo, tại sao tỳ kheo lại đi tu vậy? Thì Na Tiên tỳ kheo mới trả lời: thưa đại vương, bằng tăng gì bổn phận mà tu? Vì cảm thấy bổn phận mình còn nặng nợ với ông bà cha mẹ, với đất nước quê hương, với tam bảo, với mọi người, cho nên đi tu là để đền đáp lại những cái tấm chân tình đó. Thì lúc này không có còn một cái lý luận nào để Vua Di Năng Đà lý luận nữa. Từ đó về sau ông rất là tán phục Na Tiên tỳ kheo. Cho nên con mong rằng toàn thể quý cô bác cùng con hôm nay mình lo tu là gì? Hai chữ: bổn phận. Và kính thưa quý cô bác, nói tóm lại, để trở thành một người con trung thành của Phật, một người tín đồ ngoan đạo của Đức Thầy, thầy đòi hỏi mọi người tín đồ chúng ta phải cố gắng sống vì đạo Pháp, vì Thầy Tổ, làm tròn được bổn phận của mình. Bên cạnh đó cần phải lo công phu và niệm Phật. Thầy đã khuyên dạy là: khuyên dương gian bỏ các việc tồi, đặng lo liệu cho tròn phận sự. Dạ kính thưa quý cô bác, trong suốt thời gian mà con được gặp gỡ quý cô bác hôm nay thì con rất là lấy làm niềm vinh hạnh. Và trước khi dứt lời, con cũng không quên là cảm ơn ban tổ chức đã dành cho con thời giờ quý báu để gặp gỡ cùng toàn thể quý cô bác. Và cảm ơn toàn thể quý cô bác đã không quản ngại đường xa xa gần mà đã trở về đây để dành cho con đôi phút thời giờ. Nhân duyên hôm nay gặp gỡ, con cũng rất là cảm động với toàn thể quý cô bác. Thì trước khi dứt lời, cũng như là nói lời chia tay cùng với toàn thể quý cô bác, bởi vì con cùng với cô bác ở cách nhau rất là xa, và hẹn sẽ có một dịp nào mình sẽ được gặp gỡ lại với nhau nữa ha. Và sẽ được có một những cái buổi chuyện trò tâm sự như thế này để góp phần thành một cái tư lương nhỏ để cô bác cùng con cùng làm hành trang cho mình trên cái bước đường về xứ Phật. Và kính thưa quý cô bác, đến đây con tạm dứt lời, chúc cho cô bác nơi nơi yên bình,
trao dồi sách sử kệ kinh ở nơi tam bảo đức tin vững vàng. Chúc cho cô bác an khang từ rày sắp đến vững vàng tu thân. Đối với cha mẹ ân cần, với nhân loại phải siêng năng giúp đời, với tam bảo chẳng làm ngơ, làm tròn bổn phận sáng ngời danh thơm. Đến đây đã cạn bài tâm sự, thế mà lòng lưỡng lự chẳng muốn đi. Giờ đây biết nói thêm gì, hẹn cùng cô bác một khi tương phùng. Dạ đến đây con xin được dứt lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà. Dài dương nắng